thành phố Từ Sơn là cửa ngõ của tỉnh Bắc Ninh và là trung tâm thứ hai về hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng. Không chỉ có vai trò kết nối tỉnh Bắc Ninh với vùng thủ đô Hà Nội, TP Từ Sơn còn nằm trên hành lang kinh tế lớn là Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lào Cai. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thông qua những tuyến giao thông huyết mạch là cầu nối giữa Hà Nội đi các tỉnh thông qua quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng. Hiện nay, TP Từ Sơn với mạng lưới khu công nghiệp, cụm công nghiệp cùng nhiều làng nghề nổi tiếng ngày một phát triển như khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp Tiên Sơn, khu công nghiệp Hanaka, các khu công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp, dịch vụ làng nghề, Tương Giang, Dốc Sặt, Đình Bảng, Đồng Kỵ, Tam Sơn, tạo ra nhiều việc làm, thu hút được nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước đến đầu tư. Không những vậy, Từ Sơn còn được biết đến là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời và vị trí chiến lược quan trọng trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, với các di tích lịch sử văn hóa được cấp bằng công nhận quốc gia và cấp tỉnh. Phát huy những lợi thế đó, những năm qua TP Từ Sơn đã và đang đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mang lại diện mạo mới cho Từ Sơn. Điển hình là lĩnh vực nhà ở đô thị ngày càng được quản lý tốt hơn cả về quy hoạch và kiến trúc. Các khu đô thị, khu dân cư mới được xây dựng phát triển theo hướng không gian xanh như Phú Điền, Nam Từ Sơn, Đền Đô, Sing Garden, Nam Hồng, Bell Homes VSIP, được xây dựng đồng bộ cả về hạ tầng, công trình công cộng cũng như nhà ở. Thành phố cũng triển khai xây dựng nhiều dự án nhà ở cho các đối tượng người có thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, sinh viên, với hàng trăm nghìn mét vuông sàn nhà ở. Ngoài ra, hầu hết trên các tuyến đường trung tâm, các tuyến trong các khu, cụm công nghiệp đã được xây dựng hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh. 100% công viên có điện chiếu sáng, tại nhiều tuyến phố trung tâm được lắp đặt hệ thống đèn LED ngoài trời. Hệ thống cây xanh được trồng ở các tuyến đường, khu dân cư tạo thành điểm nhấn của một đô thị xanh văn minh, hiện đại. Cây màu nó, nếu mà cây chuẩn nó to lắm anh ạ, nó to như cây spec này, nhưng mà chẳng qua là nó rút ngoài này thôi. Thủy Nguyên. Chỉ cần xây xong khu hành chính lên.